Chào các bác nhé. Nay em xin review con máy cuốc. Con này xe 04 nhé. Đây, thông số kỹ thuật nhé. 04. Bác nào dành thông số kỹ thuật đọc giùm em nhé. Con này bánh xích này, một càng gạt này, dây neo cong này, gầu này. Cái này là xoay này, xoay cần này. Xoay nhá. Con này đời mới đít bầu ha. Đây, càng đóng công là kiểu này ha các bác. Bên này có mắt nhớt thôi. Xe chạy dầu. Con này đẹp rồi nhá. Giá là 330 triệu nhá. Này rất đẹp ha. Trên nó có còn cái máy ha. Máy ha. Này mâm xoay dưới nhá. Chân thắng ống dầu đầy đủ ha. Con này thùng dầu lớn nhá, hiệu Daikin, motor 3,7 kW tức là 5 ngựa. Còn cái đầu này lưu lượng là 15 lít trên phút nhá, hiệu Daikin luôn nhá. Giá của thùng dầu này là 9 triệu nhá, thùng lớn nhá, 100 lít. Còn con này con thứ hai, motor 2,2 kW, hiệu Duken. Bơm bít tông, chỉnh áp, đồng hồ đều đầy đủ. Lưu lượng 16 lít trên phút ha. Đấy, con này thùng khoảng 50 lít. Giá tiền con này 6 triệu nhé. Đẹp ha. Chỉnh áp đầy đủ ha, chỉnh lưu lượng đầy đủ nha. Rồi, tới con này, thùng dầu 30 lít. Con này hiệu Tokimec này, Japan này. Đấy, con này lưu lượng là 11 lít trên phút nhá. Con này motor 1 ngựa ha. Motor 1 ngựa này. Tokyo nhá, Tokyo này. Con này giá tiền 4 triệu nhé. Con này giá tiền 4 triệu luôn. Thùng dầu 30 lít. Bơm Tokyo nhé. Đây. Lưu lượng 11 lít trên phút nhé. Motor 1 ngựa. Thùng dầu này 4 triệu nhé. Đấy. Mấy đầu lẻ nhé. Mấy đầu lẻ này các bác nào mua thì liên hệ nhé. Giá tiền 5 triệu một con này nhé. 5 ngựa nhé. Đây, 5 ngựa đây. 3,7 kg 5 ngựa nhé. Con này 5 ngựa nhé, 3,7 kg nhé. Lưu lượng 16 lít trên phút nhé. Lưu lượng của con này ấy, là cũng 16 lít trên phút nhé. Cảm ơn các bác đã xem và theo dõi nhé.